Rồi chào cả nhà nha, nay tiếp tục sân ông nghe cả nhà ơi. Nay đồng nhà được ông anh ông dẫn cho đi bắt nghe cả nhà. Đó cả nhà, có ông kìa, hồi hút luôn rồi. Đây nha. Có rau ông này cả nhà. Bự nha, mà nó không phì nha, nó cũng vừa vừa. Đây ông anh dẫn đi bắt nè. Chào nhà ông anh. Ông anh này quen lắm nè. Ông anh này mấy năm trước đi bắt cho mình nghe nha. Nắng chói quá. Rồi. Đây nha, cây nó cũng nói chung cũng cao nhưng mà nó dễ leo nghe nha. Đó cây nè. Đống cây chầm vàng nha. Cây này bự cao nhưng mà nhánh nhiều nghe nha, dễ leo. Rồi, giờ để tiến hành em mặc đồ em lên bắt coi ấu này nhiều mặt nghe cả nhà ơi. Rồi cả nhà cùng đồng hành với em nha. Rồi cả nhà, giờ tiến hành lên nha cả nhà. Quá khứ cái đuốc rồi nè. Thay vì chứ cái gốc cũng bự lắm không anh ơi. Dưới con lưới đốt cái góc đi, mình đuốc bự mà. Chết chết hơi rồi. Cây nó khá là cao nha. Gió nữa trời ơi. Quá khi chị đuốc hết đây. Ui. Không bằng nữa mày ơi. Quá là cái đúng. Thì ra ông nội ơi. Quá khứ cho ông rồi nha. Nhìn xem ông nè. Trời nó bự. Mình bắt nghe nha. Ổ này thì đồng nghiệp cắt dao nghe nha. Cắt cũng khá lâu rồi. Cỡ 2 tháng nữa nha. Sẵn rồi. Không thịt nữa nha. Thank you.
que không anh ơi? Khô rồi. Trời ơi. Không có miếng mặt luôn. Trời ơi trời quá ông. Quýnh cỡ này không có mặt trời. Có cục này có này nghe nè. Cá này không có khô queo. Chắc tại cho chú nhà nghe nha. Cắt cái tàn bỏ ngay nhà tại chỗ này. Cô bắt kêu cắt tàn. Cắt cái tàn cái này. Đúng ngay này. Quá trời quá. Hôm nay là nãy cầm cái xe dừa lên là tan hình luôn rồi. Trời quýnh à. Quýnh dở quá. Đúng rồi nhà. Đúng không? Nó hùng trời trời. Ô, mày biết hùng lắm rồi nghe nè. Quá trời ơi, không trống.
quýnh giọt cắn gì bấy kìa. Mặt gì chứ này chết rồi. Khu queo cái này. Nó quýnh rồi trời. Rồi nha. Như mặt nha. Có như mặt nha, khu queo nè. Xíu à, thôi vô cho cô luôn. Rồi nha. Rồi, nào đi có rồi tiếp cái nhà xem nha. Quá trời bu đánh nè.